Hôm nay chúng con đến đây, chúng con trao tặng cho quý bạn chị em 500 phần quà. Chúng con thiết nghĩ trời mưa, quý bạn chị em đi chắc không có đủ, khoảng chừng 300 người hơn như vậy. Thì những phần quà còn lại chúng con sẽ nhờ cha Thánh Xứ ở đây để tiếp tục trao đến cho quý bạn chị em. Và hôm nay quý bạn chị em đến nhận quà, quý bạn chị em có vui không? Có không? Có. Mỗi người có một chiếc phiếu ở trên tay. Ai có phiếu là chúng ta sẽ được nhận quà. Quý bạn chị em không phải lo lắng gì hết. Một lần nữa cho con xem ai có phiếu đâu. Đó. Rồi chúng con xin cảm ơn quý bạn chị em. Một lần nữa con xin thay mặt cho chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Xin chân thành cảm ơn cha và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Sống cho những ai còn chưa có nơi gối đầu, cho những ai còn chưa có nơi gối đầu. Vì xưa ta đói, Người đã cho ta ăn, và khi ta khát, trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui. Một lòng hăng say tất cả vì yêu thương, một tấm lòng con xin thưa với Chúa, xin thưa với Chúa. Con ước mong em thơ bước chân đến trường, học yêu người, yêu tha nhân khắp mọi nơi, thương tha nhân. Lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh, lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh nghèo. Vì xưa ta đói, Người đã cho ta ăn, và khi ta khát, trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu. Với Chúa, xin thưa với Chúa. Con ước mong em thơ bước chân đến trường,
nhân khắp mọi nơi. Lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh nghèo. Lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh nghèo. Vì xưa ta đói người đã cho ta ăn, và khi ta khát trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương. Vì xưa ta đói người đã cho ta ăn, và khi ta khát trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương. Bàn tay anh nắm ngón đầm